Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Tiểu đoàn đặc nhiệm số 2 cho biết, các đơn vị này đã phối hợp bắt quả tang các đối tượng đang cất niêm chì, thao dỡ hàng hóa quá cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Lô hàng này có xuất xứ từ Canada, quá cảnh Việt Nam để sang Campuchia. Tuy nhiên, thay vì đưa ra nước ngoài, thì hàng được đưa về kho tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi được phá niêm chì bốc dỡ xuống. Ngay khi những thùng hàng được mở ra, thì 100% các kiện hàng đều có địa chỉ người nhận tại Việt Nam. Một cán bộ hải quan cho biết, việc khai báo là hàng hóa quá cảnh chỉ là vỏ bọc để các đối tượng gian lận tuồn hàng vào Việt Nam. Lô hàng này đa dạng về sản phẩm như giày dép, hóa mỹ phẩm, đồng hồ, đồ điện tử, điện lạnh. Ước tính trị giá lô hàng lên đến hàng chục tỷ đồng. Dự kiến phải mất cả tuần thì lực lượng chức năng mới kiểm đếm xong lô hàng này. Đây là một cái chuyên án mà chúng tôi đã tiến hành rất lâu cùng rất nhiều cơ quan chức năng. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng cái hình thức kinh doanh quá cảnh qua biên giới từ Việt Nam sang Campuchia. Thì quá trình lợi dụng những cái sơ hở trong các cái quy trình, quy định, các văn bản pháp luật, thì các đối tượng này được giao vận chuyển độc lập hàng hóa từ cửa khẩu nhập, tức là như cái chuyên án này là các đối tượng là nhập hàng hóa vào cảng không quốc tế Nội Bài, cảng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó là được giao vận chuyển độc lập quá cảnh lên khu vực biên giới Tây Ninh để làm thủ tục xuất sang Campuchia. Nhưng thực tế là các đối tượng đã thành lập những các công ty giả, công ty Campuchia cũng là công ty giả, công ty Việt Nam là công ty giả, nên nói cách khác là các công ty ma. Sau đó là trong quá trình vận chuyển thì các đối tượng đã tự ý cắt bỏ siêu chì niêm phong hải quan và đưa hàng hóa ra tiêu thụ ngoài thị trường. Sau đó là sử dụng các cái mặt hàng giả hết giá trị, không có giá trị, thậm chí là rác thải cho vào trong container và đóng lại siêu chì, sau đó làm thủ tục xuất quá cảnh qua Campuchia. Mặc dù chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả đã được các lực lượng chức năng đẩy mạnh, song tình hình buôn lậu tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là những tháng cuối năm.